Trong cuốn sách thì thói quen của những kẻ chiến thắng ấy. Trong phần 1, tầm nhìn và những mục tiêu, đáp đá là xây dựng những công trình vĩ đại. Câu chuyện xảy ra vào nhiều năm trên một con đường hoang vắng ở Rome. Đó là một buổi chiều đầy nắng nóng, một cô gái vừa đi bộ trên đường với những túi đồ vừa thứ sáu, cô chú ý tới một nhóm người đang đập đá bên lề đường cách cách cách. Họ dùng những búa đập vào phiến đá và chia chúng thành nhiều viên nhỏ và nhỏ hơn nữa. Tò mò, cô gái lại gần và hỏi một thợ và hỏi ta đang làm gì. Cô không thấy sao? Người thợ đáp vào họ và ngước nhìn lên cô, rồi lau mồ hôi trên trán. Tôi đang đập đá. Tiếp tục đi trên đoạn đường nữa thì cô gái gặp một người thợ khác cũng đang đập đá. Cô hỏi em đang làm gì đấy? Tôi hả? Người thợ trả lời, tôi đang góp phần xây dựng một nhà thờ lớn nhất thế giới. Câu chuyện đó đã gợi lên bạn suy nghĩ như thế nào? Đó là làm thế nào để một đồng nghiệp có thể hiểu bạn và vai trò của họ? Họ chỉ là người đập đá hay là người xây dựng lên những nhà thờ lớn nhất thế giới? Nhân viên bán hàng của bạn nghĩ rằng vị trí của anh ấy đơn thuần là người bán, hay anh ấy tự hào là một phòng trong đội và cố gắng trở thành một đội ngũ xuất sắc nhất của doanh nghiệp? Người phụ nữ trong văn phòng tiếp khách nhìn nhận bản thân là một nhân viên lễ tân hay là đại sứ với sứ mệnh là mang lại ấn tượng đầu tiên của một người tổ chức với mục tiêu là giành ngôi vị trí số 1 trong kinh doanh? Sự khác nhau trong cách nghĩ của những thành viên làm việc trực tiếp với cộng đồng có thể nói lên sự khác biệt giữa một tổ chức gắn kết với một tổ chức bình thường. Nó cũng nói lên sự khác biệt giữa bạn đạt được tầm nhìn hay thất bại trong những mục tiêu được đề ra. Làm thế nào để các thủ lĩnh đảm bảo rằng tổ chức chia sẻ và giúp nhân viên lĩnh hội được toàn bộ chiến lược phát triển của họ? Làm thế nào để họ khiến từng cá nhân nhận thức rõ ràng vai trò không thể thiếu của mình trong kế hoạch lớn lao và vĩ đại ấy? Họ làm điều đó bằng việc thể hiện rất rõ ràng tầm nhìn của doanh nghiệp, bằng việc vạch rõ cái mục tiêu của tổ chức có thể nhìn thấy và đi tới. Sau đó họ chắc chắn mỗi cá nhân hiểu vai trò của mình trong việc giúp đỡ tổ chức đạt được mục đích đó, và họ chắc chắn rằng tổ chức luôn có được sự tôn trọng của mỗi cá nhân vì những gì anh ta mang lại trong tập thể, vì những đóng góp riêng của anh ấy trong tổ chức đạt được những giấc mơ của mình. Vì vậy mỗi cá nhân một cá nhân sẽ mang lại giá trị cao nhất trong vai trò của mình và trở thành một thành viên hữu ích của một tổ chức lớn hơn. Và anh ta sẽ làm việc với niềm hãnh diện khi biết rằng bằng chính công việc của mình anh ấy tạo nên sự khác biệt. Xe tên gọi thường ngày của Suman, nguyên là CEO của PepsiCo tại Ấn Độ, là một bậc thầy trong việc chia sẻ tầm nhìn. Ông là người sáng tạo ra các mô hình tổ chức tam giác ngược. Trong mọi bài thuyết trình của mình, ông thích nói tới những biểu đồ cơ cấu của tổ chức. Nhân viên kinh doanh được đặt trên cùng, phía dưới là những người giúp tạo nên hiệu quả công việc của họ. Giám đốc điều hành sẽ được đặt ở cuối hình tháp ngược. Trách nhiệm của anh ta là giám sát cả tổ chức. Một vài thói quen khác sẽ giúp hình thành nên văn hóa đoàn kết ngay. Đấy. Không có những ông chủ hay những người được gọi là sếp. Suman được vẫn được toàn đội gọi là Suman. Mọi người đều mặc đồng phục với nhãn hiệu của Pepsi trên túi áo ngực bên trái. Trong tất cả các buổi đi thị trường hay là những buổi họp tại công ty, Suman đảm bảo rằng ông lập kế hoạch để những người ở hàng trên tỏa sáng như những anh hùng. Thực tế, nhân viên bán hàng của Pepsi đã khẳng định vị trí của họ bằng đoạn quảng cáo trên kênh truyền hình thương mại. Đó là
câu chuyện hài hước về Shin. Anh đã đập một quả bóng vào cửa xe tải chở Pepsi, sau đó nhanh chóng hạ nhiệt và nói: "Ồ, thư giãn, yeah, uống Pepsi nhé." Không bất ngờ khi Superman thành công trong việc tạo ra được một bán hàng tốt nhất. Khi mỗi người bán hàng và lái xe chở Pepsi cảm thấy bản thân như một anh hùng trên thị trường, sẵn sàng đánh bại đối thủ và đưa Pepsi trở thành hãng nước giải khát số 1 trong một nước. Thực tế, nếu bạn dừng xe tải và chở Pepsi, hỏi người bán hàng đang làm gì, dám chắc anh ta sẽ trả lời mình đang giúp Pepsi vô địch trong cuộc chiến nước giải khát. Điều đó không chỉ đơn giản là bán Pepsi một lần khi tới thăm tại trung tâm vũ trụ Kennedy bang California để đánh giá tiến trình kế hoạch đưa con người lên mặt trăng. Vị tổng thống Mỹ thấy ánh mắt của cô lao công, ánh mắt của lao công nhìn ngờ ngàng ông, tò mò về thái độ của cô gái. Ông hỏi: "Cô làm gì ở đây vậy?" Vẽ mái tóc ra phía sau, cô trả lời: "Tôi đang giúp nước Mỹ đưa con người đặt chân lên mặt trăng." Thực tế, không lâu sau, Kennedy đã chia sẻ mong muốn đưa con người đặt chân lên mặt trăng, và Armstrong đã làm nên lịch sử. Một bước chân nhỏ của con người, một bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại. Và ở Ấn Độ, Pepsi đã chiến thắng khi nhận được một ngôi vị hương thương hiệu nước giải khát số 1 trên thế giới. Đằng sau sự thành công là công sức của cả một tập thể người lao động. Hãy coi họ là nhân tố quan trọng, giúp họ thấy được mình là người thợ trực tiếp xây dựng nên nhà thờ lớn nhất thế giới, và cũng là người tạo nên sự khác biệt. Và điều đó thực sự tạo nên sự khác biệt. Bạn và đồng nghiệp hiểu thế nào về vai trò của mình trong tổ chức, giống như những người đập đá hay những người xây dựng nhà thờ lớn nhất thế giới? Còn việc bạn leo núi thì sao? Các bạn thân mến, thử trả lời một câu hỏi nhỏ nhé. Nếu hai người đang tập leo núi cùng nhau, họ cần điều gì nhất để có thể lên đến đỉnh núi? Trang thiết bị, sự luyện tập hay tinh thần đồng đội, hay điều kiện thời tiết thuận lợi? Họ chuẩn bị tất cả những điều để đảm bảo hành trình của mình được thuận lợi. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất chính là ngọn núi. Họ cần có mục tiêu rõ ràng. Thông thường, chúng ta chỉ chăm chú tới những trang thiết bị, việc luyện tập, nhưng lại không có mục tiêu rõ ràng. Sự chuẩn bị tốt đến đâu thì cũng trở nên vô nghĩa nếu như bạn không có ngọn núi nào để leo. Tất cả chúng ta đều may mắn, chúng ta có những trang bị những dụng cụ tốt nhất, có nơi luyện tập, có những người đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ chúng ta thành công. Nhưng trên hết, chúng ta cần có những ngọn núi, những mục tiêu của riêng mình. Từ giây phút bây giờ, bạn phải có mục tiêu cho hành trình leo núi của mình. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Thật kỳ diệu, mọi giác quan trong bạn như sống dậy, bạn khao khát leo đến đỉnh núi. Bạn sống như có kỷ luật hơn, bạn dậy sớm hơn, bạn bảo vệ mình khỏi cái lạnh, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, tìm gặp những chuyên gia và đọc sách về leo núi. Tất cả xuất phát khát khao chinh phục đỉnh núi bạn chọn. Vì vậy, hãy thôi than vãn về trang thiết bị, những buổi luyện tập hay những lo lắng vì phải mua thiết bị giả. Việc đầu tiên bạn làm là bắt tay vào lập những mục tiêu, tìm ngọn núi cho mình, và bước là bước đầu tiên để bạn thay đổi cả cuộc đời của bạn. Hãy bắt đầu, hãy lên những mục tiêu của bạn ngay từ bây giờ, tiến tới ngọn núi của riêng bạn, và hãy bước chân đầu tiên để có thể có những cảm giác bạn đã đứng trên đỉnh núi cao của thế giới. Bộ dụng cụ leo núi tốt nhất cũng vô giá trị nếu như bạn không có ngọn núi nào để leo. Vì vậy, bạn phải hướng đến mục tiêu bí mật, biến mọi ước mơ của bạn trở thành hiện thực. Câu chuyện này có thật không? Không ai biết chắc cả, nhưng nghe lời đồn xảy ra vào năm 1963,
Một số nhà nghiên cứu hành vi xã hội đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoa kinh tế trường đại học Harvard. Họ yêu cầu học viên hãy viết lên mục tiêu cuộc sống của mình bằng tờ giấy, và chỉ có 3% viết được mục tiêu của mình. Vâng, chỉ 3% thôi. 25 năm sau, các nhà khoa học liên lạc lại với những khóa học đó để tìm hiểu hướng sự nghiệp cũng như cuộc sống hiện tại của họ. Và bạn đón thử xem, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tổng tài sản của nhóm 3% đã viết ra mục tiêu của mình nhiều hơn tài sản của số người còn lại. Không chỉ vậy, dường như họ có cuộc sống hạnh phúc hơn, làm được những điều họ muốn và có tinh thần thoải mái hơn. Thật khó tin, nhưng tôi tin rằng đó là sự thật. Nó có thể biến thành hiện thực đối với tất cả mọi người. Mục tiêu của bạn là gì? Mong ước bạn đạt là những điều gì? Những việc bạn đã và đang sẽ làm trong cuộc sống, trong công việc và trong các mối quan hệ là gì? Bất cứ điều gì, hãy ghi lại chúng ngay từ bây giờ. Hãy ghi lại, không chậm trễ, không để tới ngày mai và ngay bây giờ. Và cam kết với bản thân bạn hành động để đảm bảo mọi việc bạn làm đạt được mục tiêu của mình. Hãy hành động, hãy chắc chắn mọi thứ bạn làm là để tiến gần hơn mục tiêu của mình. Nếu không, đừng làm điều đó. Và cuối cùng, hãy bắt tay vào việc ngay ngày hôm nay, dù đó là việc nhỏ nhất đi chăng nữa, nhưng hãy bước những bước đi đầu tiên ngay từ ngày hôm nay. Nếu bạn bắt đầu giảm cân, hãy đi bộ trong 45 phút ngay ngày hôm nay. Nếu bạn muốn trở thành một người bán hàng xuất sắc, hãy thực hiện nhiều hơn các cuộc gọi bán hàng ngay trong ngày hôm nay. Bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt, giống như những chàng trai một nít đã từng nói. Hãy làm đi, và có 3 bước cần làm. Bước thứ nhất, viết ra mục tiêu của bạn. Bước thứ hai, hãy cam kết hành động để đạt được mục tiêu. Bước thứ ba, thực hiện bước đi đầu tiên ngay trong ngày hôm nay. Tiến lên, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Và mục tiêu của bạn là gì? Bạn có trở thành người như thế nào hay không? Có gì và làm gì? Bất cứ điều gì, hãy ghi lại. Đừng thay đổi thói quen của bạn. Sức mạnh của sự tập trung, sức mạnh của sự kiên trì, tôi tin đó là yếu tố cơ bản để tạo nên thành công. Tôi đã có những trải nghiệm sâu sắc rằng sức mạnh trong một chuyến đi tới Trung Quốc, trong một hội trường chậm nhất, các doanh nhân trẻ của Trung Quốc, chủ yếu là các doanh nghiệp của kinh doanh qua mạng. Tôi có vinh hạnh được nghe Jack Ma, người sáng lập cổng thương mại điện tử Alibaba.com, Jack từng là giáo viên dạy tiếng Anh ở Bắc Kinh. Nhờ thông thạo ngôn ngữ, nhiều lần anh đã được tham dự khi có những đoàn đại biểu thương mại vào Trung Quốc hay những nhóm kinh doanh nhân Trung Quốc qua Mỹ để tìm cơ hội kinh doanh. Trong quá trình đó, Jack đã thấy hai điều. Điều thứ nhất, mặc dù thờ ơ với tiếng Anh, các doanh nhân Trung Quốc vẫn nhận được nhiều đề nghị và có khả năng vươn ra thế giới. Thứ hai, không gì khác ngoài Internet, nắm giữ tiềm năng của Trung Quốc đi xa. Kết hợp cả hai vấn đề là Jack đã lập một nhóm gồm 18 người bạn và đã chia sẻ tầm nhìn của anh. Kết quả là trang Alibaba.com ra đời ngay cả tháng 1 nhất tại Hàng Châu. Anh đã trải qua nhiều thử thách, và trong thời gian đó, Alibaba đã nhanh chóng vượt qua Yahoo của Trung Quốc. Năm 2007, Alibaba chính thức phát hành cổ phiếu và phát hiện đạt đầy ấn tượng trên xuất hiện đầy ấn tượng trên sàn chứng khoán Hồng Kông, với giá chào bán cổ phiếu lần đầu cao thứ hai so với công ty Internet trên thế giới, chỉ sau Google. Hiện nay, chắc là chủ tịch doanh nghiệp thành công lớn. Với lời khuyên để xây dựng một đại học toàn Internet của Jack là gì? Đâu là công thức thành công quan? Một lời khuyên rất đơn giản: tin vào mơ ước và tin vào chính mình. Bạn làm những công việc đó bởi bạn muốn. Đừng vì nhà đầu tư muốn bạn làm như vậy, cũng đừng vì người khác muốn làm như vậy. Đừng bao giờ tự bỏ ước mơ. Làm bất cứ điều gì để kéo ước mơ lại gần hơn với bạn. Sau mỗi ngày, hãy tìm kiếm nhân sự giỏi, làm cho khách hàng yêu quý bạn, và hãy làm điều đó liên tục, luôn luôn học hỏi, vận dụng các chiến thuật cũng như các kỹ năng khác nhau, nhưng không bao giờ thay đổi mục tiêu, không bao giờ thay đổi ước mơ. Sau đó, Jack đã lấy ví dụ về sức mạnh của sự tập trung. Vào năm 2000, tôi đã từng nói, nếu có chiến con thỏ chạy xung quanh bạn và bạn muốn bắt một con, hãy tập trung vào một con. Nếu bạn cố gắng bắt tất cả, bạn sẽ chẳng có con nào cả. Nếu việc bắt nhau quá khó, bạn hãy thay đổi chiến thuật, nhưng nhất định không được thay đổi con thỏ. Có nhiều cơ hội, nhưng bạn không thể bắt tất cả chúng. Hãy bắt đến một con trước đã, đặt vào túi, sau đó mới bắt những con tiếp theo. Lời khuyên tập ích: chúng ta thường nói sai lầm là bị cám dỗ bởi tất cả các cơ hội và cố gắng giành lấy tất cả những cơ hội đó. Và cái cuối cùng chúng ta nhận được là con số 0. Thử thách đầu tiên của họ nói chúng ta
nằm ở một chỗ, không chọc họ nữa. Vạch ra một mục tiêu rõ ràng là chìa khóa giúp bạn bắt đầu hành trình để tiến tới thành công. Tiếp đó chúng ta bị trốn tránh bởi những con họ khác chạy nhảy và đánh mất sự tập trung của mình. Ý nghĩ về sự đa dạng hóa khiến các doanh nghiệp lớn chuyển từ tập trung vào thế mạnh của mình sang thử sức với những ý tưởng mới. Điều này mang lại hiệu quả thấp. Nếu bạn sống ở Guyana vào những năm 1980, có lẽ tuổi thơ của bạn đã gắn với một chất độc đáo của kem vanilla. Bạn có thể thề rằng đó là loại kem ngon và tuyệt vời nhất trên thế giới. Vanilla đã đạt được điều đó chưa? Ồ chưa đâu. Sau một thời gian, Vanilla đã nhận được đồ ăn sẵn sẽ là thực đơn chính ở Ấn Độ. Họ đã quyết định bữa bắt con họ đó. Và vào đầu giai đoạn mở cửa tự do của Ấn Độ, họ tính toán rằng giao dịch ngoại hối có thể là ý tưởng kinh doanh lớn và họ bắt đầu săn lùng con thỏ đó. Tiếp theo là bất động sản, một lĩnh vực đang bùng nổ, đó là con thỏ thứ 4 và tiến đến là hóa chất. Vanilla đã được rất nhiều con thỏ cho mặt hàng của họ. Kem vanilla vẫn ngon, còn doanh nghiệp thì vẫn mê tí. Ngay cả chúng ta tập trung vào một con thỏ, sự bất hợp của chúng ta khi bắt nó khiến cho chúng ta nhanh, đôi khi là rất nhanh, chuyển sang bắt một con thỏ khác. Thật thiếu kiên nhẫn, chúng ta từ bỏ quá vội vàng khi nhìn vào những tài năng trẻ bỏ việc trong chốc lát vì họ không được thăng tiến nhanh trong công việc. Tôi rất buồn. Tôi ước gì họ biết được nhu tâm của con nói của Jack, thay đổi chiến thuật, không thay đổi con thỏ. Khi tôi theo dõi Jack, một diễn giả xuất chúng, một anh hùng dân tộc, một nhà lãnh đạo quốc tế, đối thoại trực tiếp với đông đảo khán giả, tôi rất bàng hoàng. Sau đó, tôi thấy một vài điều nữa có sức ảnh hưởng lớn. Ngồi cách tôi khá xa là hai bạn trẻ đang lắng nghe từng chữ của Jack, ghi chép rất nhiều. Điều đó không mấy khi mà thấy các cuộc hội thảo khác trên thế giới. Thế giới tuyệt vời hơn những gì chúng ta đang thấy. Với trí thông minh vốn có, với niềm đam mê học hỏi, với khả năng làm việc không ngừng và quyết tâm thành công, cùng với người dẫn đường tận tụy như vậy, những doanh nhân Trung Quốc sẽ chinh phục cả thế giới. Và biết đâu họ sẽ tìm được con thỏ mắt thứ ba, nhân viên con thỏ thứ ba và tập trung vào nó. Nếu bạn cố gắng bắt tất cả, bạn sẽ chẳng có con nào đâu. Nếu con thỏ tìm cách trốn tránh, bạn hãy thay đổi chiến thuật nhưng không thay đổi mục tiêu. Yếu tố thứ hai là sự tự tin. Về phần này mình sẽ nói ở cái video tiếp theo.